Cửa hàng đồ cũ châu Âu Mr. Tâm xin kính chào các bác. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ tủ đứng đến từ một thương hiệu khá nổi tiếng, thương hiệu S-Line. Và thương hiệu này thì được mệnh danh là thương hiệu hàng đầu những chiếc đồng hồ tủ Mỹ. Và chiếc đồng hồ tủ ngày hôm nay em giới thiệu với các bác nằm trong 4 chiếc đồng hồ em mới vừa về. Và đây là mẫu thứ 4, nằm ở vị trí cuối cùng. Và chiếc đồng hồ này ở cửa hàng chúng em đang được bán với mức giá là 32 triệu. Chiếc đồng hồ này thì cũng rất nhiều bác đã gọi cho em và yêu cầu em làm chiếc đồng hồ này, review thật chi tiết các bác xem. Và ở đây thì em đã có mở sẵn hai phần cửa sổ ra để tiện cho việc quay phim của em. Đây các bác, đây là hai phần cửa sổ chiếc đồng hồ. Được trang bị là phần kính thủy tinh nha các bác. Và chiếc đồng hồ tủ đứng đến từ thương hiệu S-Line. Kích thước tổng thể với chiều cao là 2m15, bề ngang là 58cm, bề dày là 33cm. Về máy móc thì chiếc đồng hồ sở hữu bộ máy chính hãng Hermel, 3 tạ cước, hoạt động máy lắc chạy tuần lên dây, sở hữu 12 gông, 12 búa, 3 bài nhạc. Đây các bác, đây là bộ máy của chiếc đồng hồ. Xong qua bên kia các bác xem rõ hơn. Đây các bác, đây là bộ máy của chiếc đồng hồ. Đây là dòng chữ thương hiệu của máy Hermel. Đây, số 12 gông, 12 búa. Đây, các bác. Về máy móc thì cửa hàng chúng em đã lau dầu, canh chỉnh. Khi mình mua về thì mình chỉ việc lắp đặt, bỏ chút thời gian ra để mình canh chỉnh thời gian để cho chuẩn giờ hơn. Đây là mảnh siêu của hãng S-Line. Và về phần ngoại thất của chiếc đồng hồ tủ đứng đến là thương hiệu S-Line, sở hữu một tông màu nâu tối. Và ở tông màu nâu tối này thì sẽ rất thích hợp để các bác trưng bày ở nhiều không gian khác nhau. Đẹp các bác, mang kiểu dáng sừng trong rất độc đáo. Ở phần đầu của chiếc đồng hồ này các bác có thể thấy được được uốn cong theo hình loài cánh thiên nga. Đây, rất cầu kỳ và độc đáo. Thì thường các bác sẽ gọi ở phần đầu này là gọi là phần sừng trâu. Và ở đây, phía dưới của phần sừng trâu này là phần vân gỗ ẩn nổi tự nhiên, rất đẹp, đối xứng ở hai bên các bác. Đây, nó sẽ khác nhau một đôi phần các bác. Đây, vân gỗ tự nhiên, rất đẹp. Và phần đầu này thì không cần những hoa văn chi tiết cầu kỳ, nhưng vẫn rất sang trọng. Xuống đến phần thân của chiếc đồng hồ. Đây các bác, phần thân thì được trang bị là hai thước cột đối xứng và được chia ra làm hai phần. Và ở mỗi phần như vậy sẽ được trang bị những mảnh đồng được mạ vàng. Đây, rất đẹp các bác, nhìn rất cổ điển. Và đặc biệt thì ở những thước cột này rất là dày các bác, tạo hình cho chiếc đồng hồ này cực kỳ cứng cáp. Và xuống đến phần tạ của vỏ lắc ở phần thân các bác. Đây, ở phía bên ngoài thì được trang bị là hai thước cột này, cộng hưởng với những mảnh đồng này tạo cho chiếc đồng hồ này trở nên cứng cáp hơn. Và đặc biệt thì ở phần kính để thấy được vỏ lắc và tạ được trang bị một phần kính mài giác có hoa văn. Đây các bác, rất đẹp. Đây, và đây là mảnh kính zin những chiếc đồng hồ. Và ở bên hông này cũng được trang bị là phần kính được mài giác cạnh, rất đặc biệt các bác. Ở cả ba bên đều được trang bị những phần kính được mài giác tạo hình trên kính luôn các bác, rất đẹp.
Và khi mà các bác nhìn tổng thể của phần tạng của quả lắc cộng hưởng với khớp cột ở bên ngoài, đây nó tạo cho mình cảm giác cái đồng hồ này rất sang trọng. Đây các bác, quả lắc hoa văn đây, rất đẹp. Phần chân của chiếc đồng hồ này được tạo hình cứng cáp các bác, đây. Nhìn rất là vững chắc các bác. Nhìn tổng thể thì phần chân này tạo hình cực kỳ bắt mắt và sang trọng. Đây các bác, tôi sẽ cho các bác nhìn một cái nhìn tổng thể hơn và chiếc đồng hồ này từ phần đầu, phần thân đến phần chân. Đây, rất độc đáo. Và bây giờ em sẽ vào phần nội thất bên trong của chiếc đồng hồ. Đây các bác, trên chiếc chìa khóa của chiếc đồng hồ này cũng có dòng chữ thương hiệu là chữ S. Là chữ cái đầu tiên cho dòng chữ thương hiệu S-Line. Và bên trong của chiếc đồng hồ các bác, phần nội thất và phần cửa này được thiết kế rất là vững chắc. Và trên phần cửa này còn một mảnh siêu của thương hiệu S-Line, dòng chữ số model 0889-1-SH. Đây. Đây các bác, phần mặt số của chiếc đồng hồ này cực kỳ nổi bật với 12 chữ số học trò mạ vàng nổi trên nền vàng cát mơ. Và ở đây được trang bị những hoa văn chi tiết xen kẽ. Nhà sản xuất cũng trang bị những đường gạch nhỏ hiển thị phút để các bác dễ quan sát. Và ở đây là cần công tắc chỉ nhạc, ba bài nhạc và chế độ silent. Rất đẹp các bác. Và ở phần mặt số của chiếc đồng hồ S-Line này được sử dụng là tông màu nền là màu xám. Màu xám mờ các bác, sẽ làm nổi bật lên những chi tiết hoa văn như thế này. Đây, chi tiết hoa văn ở phần lồng giữa. Đây, được lấy cảm hứng từ loài hoa lan tây Acastus. Và ý nghĩa của loài hoa này thì em đã làm những clip trước đã có nói rồi các bác. Và ở đây là phần kim rúng của chiếc đồng hồ. Trong lòng phần kim rúng này cũng có xuất hiện những hoa văn các bác. Đây, rất đẹp. Và bốn góc của phần mặt số này được trang bị những hoa văn chi tiết đồng bộ với phần lồng giữa. Đây, các bác nhìn vào với cái tông màu nền màu xám này sẽ làm nổi bật hơn những phần hoa văn mạ vàng, rất đẹp các bác ở phần mặt số. Và ở phía trên là phần mặt số chân sau được trang bị là từ 1 đến 29 là chữ số học trò mạ vàng nổi. Đây, rất đẹp các bác, rất giá trị cho phần mặt số này. Và dòng chữ thương hiệu S-Line đây các bác. Và phía dưới số 6 này là dòng chữ Made in USA. Và đặc biệt thì ở đây còn được một cái mảnh siêu của vị chủ cũ đã tặng vào năm 1993. Đây, rất giá trị. Xuống đến phần tạ và quả lắc của chiếc đồng hồ này, và như các bạn có thể thấy được thì ở phần tạ của chiếc đồng hồ này có kích thước dài hơn những chiếc đồng hồ em đã giới thiệu với các bác. Và trên phần tạ này cũng có xuất hiện những vết thời gian đây. Và đây là những điều khó tránh khỏi trên phần tạ được mạ vàng sáng bóng. Những vết thời gian này mang giá trị thời gian để đảm bảo được sự nguyên bản của những chiếc đồng hồ, nên cửa hàng chúng em quyết định sẽ giữ lại. Xuống đến phần quả lắc của chiếc đồng hồ. Và đây các bác, phần quả lắc của chiếc đồng hồ này là phần quả lắc đen, với phần lồng giữa là có những hoa văn chi tiết rất cầu kỳ. Và khi mà các bác đóng cửa lại, đây các bác nhìn vào thì những cái đường hoa nét được mài ghép trên phần kính này sẽ đập tôn lên được cái hoa văn chi tiết trên phần quả lắc, rất đẹp. Và đây là hai mảnh giấy của hãng thương hiệu S-Line. Đây các bác, phía bên trong đây catalog. Thank you.
Đây. Khi các bác mua thì em sẽ gửi hết bộ giấy này cho các bác. Và đây là chìa khóa của chiếc đồng hồ. Và bây giờ em sẽ cho các bác nghe tiếng chuông của chiếc đồng hồ này. Âm thanh chiếc đồng hồ S-Line này rất to và lớn. Và bây giờ em sẽ chuyển nhạc, đồng thời em sẽ quay phần máy để cho các bác xem trực tiếp được phần búa gõ vào gong tạo âm thanh. Này các bác, sẽ chuyển lên bài ST Micro. Và bây giờ em sẽ quay phần máy các bác xem. Đây các bác, lớn các bác. Khi nãy điểm giờ là gõ 12 cái và bây giờ em sẽ điều chỉnh cây kim giờ này lên số 12. Đây các bác. Đây. Và em có xin nhắc lại với các bác luôn, ở phần điều chỉnh kim thì cái kim giờ này các bác có thể tùy chỉnh ở mọi hướng, đúng chiều kim đồng hồ cũng được và ngược chiều kim đồng hồ cũng được, nhưng riêng chiếc kim phút này các bác phải luôn điều chỉnh theo đúng chiều kim đồng hồ. Nếu các bác quay ngược lại sẽ làm cho chiếc đồng hồ này bị hư phần máy. Và em xin nhắc lại giá của chiếc đồng hồ tủ S-Line nằm ở vị trí thứ tư trong video hàng mới về. Mức giá là 32 triệu. Mức giá 32 triệu để sở hữu một chiếc đồng hồ tủ để tôi thương hiệu nổi tiếng. Rất đẹp các bác. Và hiện tại thì ở cửa hàng chúng em đang còn hai mẫu S-Line nữa. Đây các bác, mẫu S-Line này mức giá là 42 triệu. Phần ngoại thất nổi bật hơn, đẹp hơn. Và chiếc đồng hồ tủ đứng cũng đến thương hiệu S-Line với mức giá là 28 triệu.
chiếc đồng hồ tổ này cũng rất là sang trọng. Sổ kích thước bé hơn, còn khi nãy em vừa giới thiệu với các bác cũng sổ 12 gông 12 búa. Hiện tại thì cửa hàng chúng em có rất nhiều mẫu, nhiều mức giá để các bác lựa chọn trong mùa Tết này. Và các bác nào quan tâm và muốn sở hữu ngay chiếc đồng hồ này thì hãy liên hệ ngay với em đến số hotline 0909255303 hoặc 0909555303. Hoặc các bác đến đây địa chỉ cửa hàng chúng em ở số 280C Phạm Thiện, phường 3, quận 8 để xem trực tiếp chiếc đồng hồ S-Line này. Và cảm ơn các bác đã xem video, có những nút like và để lại chúng đăng ký kênh để ủng hộ kênh em ngày càng phát triển. Bạn có động lực để làm thêm nhiều những clip hay các bác xem. Cảm ơn các bác.